Người thấy quà thì bắt đầu lại yêu để mà nhận quà. Sau đây để thay đổi không khí, tôi xin mời cái chương trình ca nhạc tiếp theo. Mến mời bạn Lê Duy Nam với ca khúc Chuyến Xe Miền Tây. Mến mời bạn Lê Duy Nam lên sân khấu. Thì mọi người cho Lê Duy Nam một tràng pháo tay.